Sáng nay, Tòa án Nhân dân huyện Thuận Nam tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm trực tuyến vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Nguyễn Sĩ Thành về tội cướp giật tài sản và bị cáo Nguyễn Trung Kiệt về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Phiên tòa diễn ra với điểm cầu trung tâm tại Tòa án Nhân dân huyện Thuận Nam và điểm cầu thành phần tại nhà tạm giữ công an huyện Thuận Nam. Theo cáo trạng, sáng ngày 30 tháng 3 năm 2024, tại thôn Lạc Sơn 3, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, Trần Thiên Hoàng điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 72K78748 chở Lê Nguyễn Sĩ Thành ngồi sau, áp sát xe đạp điện do cháu Phạm Thị Ánh Linh sinh năm 2011 đang điều khiển trên đường để Lê Nguyễn Sĩ Thành cướp giật một điện thoại hiệu iPhone XS, tài sản bị chiếm đoạt trị giá 5 triệu đồng. Ngày 10 tháng 4 năm 2024, Thành điều khiển xe chở Hoàng đi đến thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, thì bị công an huyện Thuận Nam mời về trụ sở để làm việc. Trong quá trình điều tra, Lê Nguyễn Sĩ Thành và Trần Thiên Hoàng tự khai nhận việc cướp giật điện thoại di động của cháu Linh vào trưa ngày 30 tháng 3 năm 2024. Căn cứ tại điểm D, G, khoảng 2, điều 171 Bộ Luật Hình sự, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Nguyễn Sĩ Thành 24 tháng tù giam về tội cướp giật tài sản. Đối với vụ án Nguyễn Trung Kiệt bị Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Thuận Nam truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 17 tháng 6 năm 2024, tại thôn Lạc Nghiệp 1, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thuận Nam bắt quả tang Nguyễn Trung Kiệt tàng trữ trái phép 0,3264 gram ma túy loại methamphetamine để sử dụng. Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Trung Kiệt đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ quy định tại điểm C khoảng 1 điều 249 Bộ Luật Hình sự, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Kiệt 15 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.